kế của nó là ráp sọc, bên đây ráp sọc và có cọc dây nha. Ở đây là nút nút kiểu nha, và cọc dây này cũng chỉ để làm kiểu thôi nha. Hàng này hàng Quảng Châu ha, nút khóa và chiếc vải đều rất là đẹp. Các bạn có thể cài xiết lại cũng được nha. Có hai cái nút cài ha. Các bạn thích thoải mái thì cài rộng ra, còn không thì mình cài sát vào. Cái nút cái khoen đóng rất là đẹp nha, xi rất là đẹp. Và nút bấm cũng rất là đẹp luôn. Nút bấm rất là đẹp, hàng Quảng Châu ha. Chiếc vải thun co giãn mềm mịn và mượt ha. Màu nâu. Form này là form suông mà kéo bụng rất là tốt, và ở đây là nó đầu kiểu nè. Đầu kiểu một tí xíu ha, nhìn nó sẽ chia cắt thân hình mình ra nha, nhìn nó sẽ gọn lại hơn ha. Nhiều bạn có góp ý là đầm đen nhiều quá rồi, thì hôm nay là shop về mẫu đầm màu nâu phục vụ các bạn. Các bạn nhớ ủng hộ nha, đó, cho tủ đồ mình đa dạng hơn ha. Mình 54kg mặc rộng rãi thoải mái, và các bạn 60-70kg mặc căng hơn lên là